Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tin nóng bóng đá Việt Nam ngày 21 tháng 9. Bản tin ngày hôm nay bắt đầu bằng thông tin huấn viên Popov lý giải về trận thắng không tưởng của Thanh Hóa. Thanh Hóa đã giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Công an Hà Nội nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo Yago trong một chiều mưa tầm tã. Phát biểu sau trận đấu, huấn viên Popov của Thanh Hóa nói: "Các cầu thủ đã tập luyện thật chăm chỉ cho màn so tài này, tinh thần của cầu thủ rất tốt, thể lực của họ cũng ấn tượng. Đội Thanh Hóa đã không để khoảng trống cho đối thủ chơi bóng, cầu thủ Thanh Hóa đã tuân thủ chiến thuật phòng ngự, kiên nhẫn chờ đợi và rình rập thời cơ cho bàn thắng. Đây là trận đấu mà Thanh Hóa gặp rất nhiều bất lợi khi vắng trung vệ Gustavo bị thẻ phạt, Mạnh Hùng chấn thương, nên huấn viên Popov đã phải xếp hậu vệ biên Viết Tú vào đá trung vệ. Dù vậy, đội khách đã chơi khá chặt chẽ và khiến Công an Hà Nội bế tắc trong khâu ghi bàn. Ông Popov nói: "Tôi không bất ngờ với chiến thắng này, chúng tôi từng đánh bại câu lạc bộ Công an Hà Nội ở siêu cúp quốc gia một trước. Tôi thấy đây là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Thanh Hóa. Ở trận trước chúng tôi đã không tận dụng được cơ hội dẫn tới thất bại, còn lần này mọi thứ thay đổi, các cầu thủ đã thể hiện tốt hơn." Về phần mình, huấn luyện viên Manu Polking của câu lạc bộ Công an Hà Nội nói: "Thật thất vọng, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã nỗ lực thi đấu theo cách đặt ra, nhưng chúng tôi lại chịu bàn thua không mong muốn. Giờ là lúc đội phải gác lại nỗi buồn, giữ sự tập trung trở lại, bởi 5 ngày tới đội sẽ có trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá các câu lạc bộ Đông Nam Á." Sau những tháng ngày chờ đợi, ngôi sao tiền đạo Rafael Sơn của câu lạc bộ Nam Định đã chính thức nhập tịch Việt Nam với tên gọi tiếng Việt là Nguyễn Xuân Son. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chân sút người Brazil hoàn toàn có thể ra sân thi đấu cho đội bóng Thành Nam kể từ vòng 2 V-League 2024-2025 với tư cách cầu thủ nhập tịch. Đáng chú ý, hai tiền Rafael Sơn chính thức có quốc tịch Việt Nam. Truyền thông Đông Nam Á đã dành sự quan tâm đặc biệt khi đồng loạt đưa tin và bình luận về điều này. Trong đó, tờ Thinkers của Thái Lan đăng tải trên fanpage chính thức: "Rafael Sơn, ngôi sao của đương kim vô địch câu lạc bộ Nam Định, đã chính thức nhận quốc tịch Việt Nam với tên tiếng Việt là Nguyễn Xuân Son." Tiền đạo người Brazil là chủ nhân của giải thưởng vua phá lưới và lọt vào đội hình tiêu biểu của V-League trong mùa giải vừa qua với 31 bàn thắng. Điều này có nghĩa là Rafael Sơn có thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Bây giờ chúng ta phải chờ xem liệu huấn viên Kim Sang-sik sẽ gọi anh ấy lên đội tuyển vào dịp FIFA Days tháng 10 tới đây hay không. Tờ báo này cũng đồng thời nhắc lại chia sẻ của Rafael Sơn trong ngày nhận quốc tịch Việt Nam: "Hôm nay tôi rất hạnh phúc, ước mơ trở thành công dân Việt Nam của tôi đã thành hiện thực. Tôi yêu đất nước này và sẽ cố gắng hết mình trong lĩnh vực này." Bên cạnh đó, tờ Bola của Indonesia thậm chí còn giật tít: "Chính thức, đội tuyển Việt Nam sắp có tiền đạo nhập tịch mới." Trong bài viết, tờ báo xứ Vạn Đảo cũng cho rằng sự góp mặt của Rafael Sơn hay hiện nay là Nguyễn Xuân Son đã được đội tuyển Việt Nam mong đợi từ lâu, đặc biệt là huấn viên trưởng Kim Sang-sik. Thực tế, với việc đã có quốc tịch Việt Nam, Rafael Sơn hiện đã đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam. Trước mắt là dịp FIFA Days tháng 10 tới đây và sau đó là AFF Cup 2024 diễn ra vào cuối năm. Chuyển sang thông tin Công Phượng đầu quân cho Trường Tươi Bình Phước. Thời điểm này, Công Phượng gần như không thể thi đấu ở V-League khi các đội đã khóa sổ nội binh, nên tiền đạo này chỉ có thể đăng ký chơi ở một đội bóng hạng nhất nếu muốn thi đấu từ đầu mùa giải 2024-2025. Theo đó, đã có thông tin Công Phượng sẽ khoác áo một đội bóng ở phía Bắc, nhưng do giá đưa ra khá cao nên lãnh đạo câu lạc bộ đang do dự. Hôm qua ngày 20 tháng 9, Công Phượng đã có cuộc gặp gỡ với giám đốc điều hành Isuke Adachi của câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước và ông này đã ngỏ lời mời Phượng về thi đấu cho đội bóng miền Đông Nam Bộ này. Thực tế, đội bóng Bình Phước này cũng nhiều tham vọng đua tranh để thăng hạng V-League, do đó họ đã đầu tư để mời về khá nhiều cầu thủ tên tuổi của V-League để thi đấu mùa giải 2024-2025 như Lê Thanh Bình của Thanh Hóa, Huỳnh Tấn Sinh từ Công an Hà Nội, Sầm Ngọc Đức của Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Sĩ Giáp của Bình Dương. Đây cũng là đội bóng đi đầu trong việc xây dựng bộ máy bóng đá chuyên nghiệp theo mô hình của Nhật Bản với một loạt chuyên gia người Nhật đang công tác tại đây như Adachi, cựu giám đốc kỹ thuật VFF, trợ lý huấn luyện viên Ohara, cựu giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Campuchia, Nobuhiro, huấn luyện viên thể lực, Machida Oshiyuki, giám đốc vận hành, Hitoshi, chuyên gia vật lý trị liệu, Yoshihiro, giám đốc học viện. Do đó, với mong muốn khoác áo thi đấu ở một câu lạc bộ phải có môi trường tương đồng như Nhật Bản để Công Phượng được phát huy những giá trị đã tích lũy trong suốt 2 năm qua tại Yokohama, biết đâu Trường Tươi Bình Phước sẽ là một sự lựa chọn phù hợp cho tiền đạo này.
Với việc ghi cú đúp bàn thắng giúp Bình Dương ngược dòng đánh bại đội chủ nhà Thanh Hóa ở vòng 1, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã tiến sát cột mốc ghi bàn ấn tượng. Cụ thể theo số liệu thống kê, với việc ghi cú đúp ở lượt trận mở màn LB Bank V-League 1 2024-2025 cuối tuần trước, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã nâng tổng số pha lập công cho đội bóng đất thủ lên con số 68. Trong số này có 61 bàn thắng tại V-League, 6 bàn tại Cúp Quốc gia, còn 1 bàn ở đấu trường AFC Cup. Như vậy chỉ cần ghi thêm 2 bàn nữa thì Tiến Linh sẽ chạm cột mốc ghi 70 bàn cho Bình Dương, một con số mà ít tiền đạo nào từng làm được trước đây. Cuối tuần này Tiến Linh sẽ cùng các đồng đội bước vào thi đấu tại vòng 2 V-League gặp đối thủ Hải Phòng trên sân nhà có đậu. Và đây được đánh giá là cơ hội tốt để tiền đạo sinh năm 1997 chạm cột mốc ghi 70 bàn thắng cho Bình Dương nếu lập thêm một cú đúp ghi bàn ở trận đấu này. Tiếp tục với thông tin, Bùi Tiến Dũng đối mặt khả năng ngồi dự bị cho Patrick Lê Giang. Thủ môn Bùi Tiến Dũng có khả năng ngồi dự bị khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh làm khách trên sân của Bình Định hôm 22 tháng 9 tới. Patrick Lê Giang được trao suất bắt chính lẫn băng thủ quân ở chiến hạm đỏ trong trận hòa Viettel hôm 15 tháng 9. Ở trận đấu này, Bùi Tiến Dũng vắng mặt do bị cảm. Thủ môn Việt kiều Patrick Lê Giang đã thi đấu nổi bật ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mùa trước, nên lúc này rất khó để Bùi Tiến Dũng giành được suất bắt chính. Bản thân Bùi Tiến Dũng đã thi đấu khá ấn tượng ở Hoàng Anh Gia Lai mùa trước và góp công giúp đội bóng phố núi trụ hạng. Tuy nhiên tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Tiến Dũng gặp thách thức lớn khi phải cạnh tranh vị trí với Patrick Lê Giang. Cuối cùng sẽ là thông tin tiết lộ về việc Liên đoàn bóng đá Malaysia theo đuổi huấn luyện viên Park. Tờ Utusan của Malaysia cho biết, Liên đoàn bóng đá nước này coi mức lương của huấn luyện viên Park Hang-seo không phải là vấn đề. Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia Ferdau Mohamed cho biết mức lương của ông Park không phải là vấn đề chính mà là cần chú trọng vào khía cạnh chất lượng để đưa đội tuyển Malaysia lên một tầm cao mới. Theo quan điểm của chúng tôi, Liên đoàn bóng đá Malaysia không có vấn đề gì với việc trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Tôi thấy đây không phải vấn đề lớn để cần phải phóng đại hoặc tạo ra tranh cãi. Ngược lại, điều quan trọng nhất là chúng tôi phải chú trọng tới khía cạnh chất lượng của một huấn luyện viên để có thể đưa những chú hổ Mã Lai lên một tầm cao mới trong tương lai. Ông Ferdau Mohamed xác nhận. Ông Ferdau cho biết, cho đến nay vẫn chưa có cuộc thảo luận nào giữa Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia Tansiri Hamidin Mot Amin và huấn luyện viên Park Hang-seo hoặc người đại diện của ông. Trước đó, Utusan đưa tin về mức lương của huấn luyện viên người Hàn Quốc ước tính khoảng 50.000 đô la mỗi tháng và được coi là quá cao. Tin nóng bóng đá Việt Nam ngày hôm nay của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.